Xin chào các bạn, đây là Cận Cảnh, chị gái bán đồ lót tại chợ Đắk Lua. Vì trời nắng nóng mọi người không mặc đồ lót nhiều. Và đây là hình ảnh lâu lâu gặp được khách hàng VIP nên tranh thủ mời chào nhiệt tình và cho khách hàng mặc thử dùng thử sản phẩm áo lót. Chị rất nhiệt tình với anh khách hàng. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Mà tôi cũng phải phục các cái anh công an ở đây, chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi, nói thật. Và anh cũng rất vui, rất hài hước khi mặc thử một chiếc áo lót màu đỏ tươi. Chợ Đắk Lua là một chợ nghèo thuộc xã Đắk Lua, tuy nhiên dạo gần đây hoạt động buôn bán chậm nhưng tiểu thương và bà con đi chợ rất vui vẻ, hòa đồng đoàn kết. Người ta nói chẳng sai một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Video này mang tính hài hước, mang niềm vui đến mọi người. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, an vui, hạnh phúc. Nếu thấy hay cho Kim Đông xin một like nhé. Cảm ơn các bạn đã xem 6 giờ nhé. Nó thiếu, nó làm sao mà thấy hai trái. Đấy, đấy. Bỏ một quả ổi nữa. Bỏ quả ổi vô nữa. Đấy, bây giờ có vẻ căng đét đây không? Nhìn nó phải mẩy mẩy lên tí. Đấy, thấy ngon ngon lành cành đào không? Đây, em chưa 18. Đấy, thấy chưa? Em chưa 18 nào hoa. Đấy, có mi làm sao có to tua mà có tao. Bảo mày rờ tao được mà tao rờ được là hơi mệt đấy. Chết lỡ. Quay lại đây này, cứ quay đi ông ơi. Thế nãy vô quay rồi. Quảng cáo áo vú chết lỡ.